đói đi ăn trước đi. Thằng nào đói đi ăn đi. Kiếm gì ăn đỡ đi. Nay ngồi đây 7 giờ tối về đi ngủ. Một là ngồi, hai là nằm, đừng có đứng. Nghe đại không em? Buồn quá giờ em bỏ lại em nghe khó thay. Có phát nhạc yêu cầu không? Phạm Hồng Sơn, chào mọi người. Bây giờ cũng chả biết như thế nào. Suốt từ lúc 11 rưỡi đến giờ. Ở đây đằng sau có cái tên bán bún bún cá. Bún cá. À chỗ bún buổi sáng sắp nhắn đèn đó hả? Bún gì khác không? Bún tiêu có mua không? Chào mọi người, anh em chúng tôi chia ca ra chốt từ lúc 11:30 đến giờ. Chưa thấy thông tin chiếc xe chạy lên khu vực trên này. Chúng tôi đã chia sẻ cái clip đối tượng lấy chiếc xe và hình ảnh về chiếc xe Dream mà đối tượng để lại. Nghe nói thì hình như là có chủ xe chiếc xe Dream đến nhận rồi. Tôi cũng chưa nhận được thông tin từ bị hại là chủ xe đó là như thế nào. Có lẽ là cũng là một trường hợp bị mất chiếc xe đó. Cũng có thể nó đem về phòng cất, cũng có thể nó đem đi đâu đó, nó không chạy lên hướng Biên Hòa. Đối tượng này chắc chắn là đối tượng dân địa phương này. Nhưng quan trọng nhất là mọi người phải chia sẻ. Nếu như mọi người không chia sẻ thông tin thì chắc chắn rất là khó. Cái bài đăng của chúng tôi về cái clip đó, tôi thấy cái lượng chia sẻ rất là ít. Dù rằng cái bà con theo dõi cái fanpage của đội khá nhiều, nhưng mà cái lượng chia sẻ cực ít, khiến cho cái thông tin nó không được đến, không được cập nhật nhiều. Chả biết nó đi đâu cả, nhưng mà chúng tôi cứ cố gắng, chúng tôi bám chốt, hy vọng cho bị hại thôi. Đen Huy Hương, em có thể gọi cho anh số điện thoại 0933648113, số của đội luôn. Có việc thì em cứ gọi số đó, em nhắn cho anh, nếu như anh không cầm máy thì sẽ có thành viên đầu cầm máy. Con Kim Lơ trắng này, đâu rồi? Nhìn xa xa kiểu Kim Lơ trắng. Từ 11:30 đến bây giờ là cũng khá lâu rồi, cho nên là để mà tôi thấy nó rồi thì đó là một điều cũng khó tưởng. Tuy nhiên thì tôi vẫn mong chờ vào những cái điều mà có thể xảy ra trên đường đối với đối tượng. Ví dụ như đối tượng thấy những cái chốt công an giao thông bắn tốc độ, cũng như là những chốt công an giao thông kiểm soát xe thì đối tượng sẽ né. Anh em cứ kéo dài cái thời gian chốt cũng bởi vì là cái niềm tin.
và hy vọng vào những cái vấn đề đó trên đường. Đến giờ thì cũng trôi qua đến khoảng 6-7 tiếng đồng hồ rồi, 6 tiếng rồi. Mất từ lúc 10:30 sáng, 11:30 thì chúng tôi nhận tin anh em của đội ABC Biên Hòa đã chốt suốt từ lúc 11:30 đến giờ. Có những anh em chốt đến giờ đi làm thì lại thay bằng người khác. Đúng rồi, xe cắm sẵn chìa khóa. Chính vì sự thờ ơ với tài sản của mình quá, thành ra là các đối tượng lấy xe rất là dễ dàng. Không biết tại sao mà tôi không ghim được cái bình luận nữa. Tôi bình luận nên mà tôi không ghim được cái bình luận của fan bay đội. Anh đăng bài từ lâu rồi em ơi, cho nên bây giờ cái việc live stream là cái việc chia sẻ thông tin thôi. Quảng Nam anh chẳng ghim được em ơi. Biết đâu mọi người chia sẻ cái live stream này rộng giống như cái vụ F-Center 135 hôm ở Bà Rịa Vũng Tàu. Khi mà mọi người chia sẻ thông tin, tức là cái thông tin về chiếc xe này sẽ lan rất là rộng. Có thể đối tượng đem về nhà trọ của đối tượng, nhưng mà nhiều khi người phòng trọ phía bên người ta lại nhìn thấy chiếc xe, người ta báo cho anh em chúng tôi thì sao. Và cái trường hợp này nhiều rồi. Chúng tôi đã từng tận dụng những cái lúc mà chúng tôi live stream chia sẻ như vậy. Chúng tôi cũng đã bắt nhiều vụ như thế này rồi. Mọi người nhớ cái vụ trước Tết, cái vụ mà chúng tôi bắt một chiếc xe mà chúng tôi lập phương án ra xuyên suốt một đêm để chúng tôi mật phục cái đối tượng đến lấy chiếc xe đó, cũng qua một cái live stream mà chúng tôi nhận được thông tin của một công nhân khi mà lấy xe thì đã chú ý đến những chiếc xe màu xanh ngọc do cái live stream của chúng tôi thông báo.
Và sau đó thì chúng tôi biết được chiếc xe bị mất nó đang nằm ở một cái chỗ gửi xe ở khu vực cổng 11. Ok. Tôi đã ghim được cái thông tin xe. Cảm ơn bạn Quảng Nam với tôi. Tôi ghim được rồi. Bữa nay xin cho fanpage đưa được 37B1 là Winner đen, trắng đen chứ không phải trắng. Phải làm giật mình. Thì thấy nó phải cùng đỡ. Nhiều anh em chốt trực giờ đói quá rồi đi mua linh tinh ăn cái gì đấy, xôi chiên à, ăn đi ăn xôi chiên nắm trò xôi chiên ăn có giá gì đó chưa ăn hết lớp ơi đang anh em đang ăn xôi chiên. Không mất công và cũng chẳng mất phí, mọi người cứ chia sẻ giúp chúng tôi cái live stream này. Trong cái live stream chứa đựng những cái thông tin về chiếc xe mà chúng tôi đang truy tìm. Một bị hại ở Định Quán bị một đối tượng lấy mất chiếc xe lúc 10 giờ 30 phút trưa nay. Anh em chúng tôi thì đã nhận được thông tin vào lúc 11 giờ 30, mất từ Định Quán thì 11 giờ 30 chúng tôi nhận được. Và anh em chúng tôi xin lực lượng ra chốt suốt từ lúc 11:30 đến giờ. Đến giờ thì cũng chả thấy thông tin gì hết. Rất nhiều chiếc Winner trắng đã chạy ngang qua rồi. Có những chiếc chúng tôi cũng đã phải chạy theo để xác minh. Nhưng mà cũng không phải. Mặc áo jean xanh, áo jean xanh nhạt. Nói chung là áo jean bạc này, người ta gọi là áo jean bạc này. Chả biết đâu được, biết đâu một chút xíu nữa nó về ngang qua đây thì sao. Chào tôi đi tài. Trong này nó có cái gì? Đã bóng hả? Được, ăn không được. Chống đói. Nó giống như bánh tét kia cái này. Đúng rồi, tôi cũng đang nghĩ là nó đi mất rồi cho nên là tôi mới live stream vào cái giờ này đấy. Nhờ mọi người chia sẻ cái live stream để ở nơi nào đó người ta cũng sẽ nhận được những cái thông tin về chiếc xe này.
đúng rồi, Quảng Nam kêu tôi.
chúng tôi rất là kiên trì, chúng tôi kiên trì từ lúc 11:30 đến giờ. Mọi người cũng biết rằng để ngồi ở ngoài đường vừa nắng nôi vừa bụi như vậy cả 6-7 tiếng đồng hồ không hề đơn giản chút nào. Tony Đặng ơi, em lúc nãy anh thấy em có bình luận là chủ xe, cái xe rim đấy nó lên là tình huống như thế nào nhỉ? Không thấy phía bên em báo cho anh biết là cái tình huống nó như thế nào. Cảm ơn Phạm Ngọc Điệp, cảm ơn tất cả mọi người, những ai có thể giúp chúng tôi chia sẻ. Bởi vì mọi người cũng biết rằng là các thông tin được chia sẻ rộng rãi là một điều rất là cần thiết cho bị hại lúc này. Nói chung là đối với chúng tôi thì bắt được hay không bắt được thì không quan trọng, đúng không? Tìm được tài sản cho người dân thì vui, mà không tìm tài sản cũng đành phải chịu thôi. Nhưng mà đối với bị hại thì rất là cần chung tay. Rồi cũng có thể là một ngày nào đó chính bản thân mình hoặc là gia đình mình cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy, thì mình cũng sẽ mong được mọi người giúp đỡ. Vậy thì hãy chung tay giúp đỡ chúng tôi bằng cái cách chia sẻ cái livestream này. Biết đâu được nó đang ở Bình Dương thì sao? Nó đã qua chúng tôi từ bao giờ rồi, đúng không ạ? Nó đang đi lang thang ở đâu đó, nó gạ, nó kiếm người mua thì sao? Biết đâu được nó lại vào một cái nhà nghỉ nào đó nó ngủ, và chiếc xe đó đang nằm chạy hành ở đó, và chủ nhà nghỉ đang coi livestream và thấy ra chiếc xe đó thì sao? Rất nhiều tình huống, chúng ta hãy gặp những tình huống tốt đẹp thay vì tiêu cực. Tony Đặng ơi, em cho anh biết là cái trường hợp mà chủ chiếc xe Dream lên công an nhận xe của mình là như thế nào hả em ơi? Để anh phán đoán tình huống coi. Đáng nhẽ là bị hại phải điện cho bên anh thông tin về cái vụ việc đấy. Bên anh đăng bài cho rồi. Chủ xe người ta đến nhận là đáng nhẽ phải thông tin ngược lại cho tụi anh là anh ơi, có chủ chiếc xe Dream nó đến nhận rồi, chủ xe nó như thế nào thế nào. Để bên anh biết đường, bên anh phán đoán cái tình huống là đối tượng đấy nó ở đâu và nó là người địa phương như thế nào. Chẳng thấy gọi điện gì cả. Xin chia sẻ với mọi người là tôi vừa nhận được cuộc gọi của chủ xe báo rằng là chiếc xe Dream mà đối tượng bỏ lại là của một cái ông cụ ở bên chỗ khu vực ông Đồn Long Khánh á. Khi mà ông cụ đang núi húi cắt lá cho dê ăn thì đối tượng lấy chiếc xe đó của ông cụ, rồi sau đó sang khu vực Định Quán thì đã lấy chiếc xe của bị hại là chiếc xe Winner trắng. Vì vậy là chắc chắn đối tượng đó chỉ lang thang ở khu vực chỗ bên Long Khánh thôi. Có nghĩa là người dân địa phương bên Long Khánh, gần chỗ khu vực ông Đồn. Chính vì vậy tôi rất là mong mọi người chia sẻ cái clip mà nhận dạng đối tượng khi mà đối tượng lấy xe mà tôi đã đăng lúc sáng nay, lúc trưa nay về khu vực Long Khánh để mọi người nhận dạng giúp chúng tôi. Cũng có thể đối tượng đã chạy ngược về khu vực Long Khánh sau khi lấy được xe từ Định Quán chứ không đi Yên Hòa. Dù sao thì chúng tôi cũng đã ngồi ở đây cả 6 tiếng đồng hồ rồi, đã chốt chặn các tuyến đường lên Yên Hòa cả 6 tiếng rồi. Vì vậy bây giờ tôi mới nhận thêm được cái thông tin về cái việc chủ xe, chiếc xe Dream mà đối tượng bỏ lại ở khu vực ông Đồn và bị đối tượng đó lấy mất chiếc xe đó ở khu vực đấy. Thì cũng có thể đối tượng đã quay ngược về khu vực Long Khánh sau khi lấy được chiếc Winner. Vì vậy là
hãy chia sẻ giúp chúng tôi những cái thông tin về chiếc xe này về khu vực Long Khánh, rất là cần thiết. Theo như bạn Tony Đặng thì thời gian mất xe của ông cụ là lúc hơn 10 giờ. Hơn 10 giờ thì 10 giờ 30 đối tượng đã chạy sang được đến khu vực Định Quán à? Chỗ em là Định Quán là chỗ nào? Định Quán ở Tony Đặng. Từ ông Đồn chạy sang em khoảng bao nhiêu phút? Em phải căn cái thời gian xem có chính xác không. Nói chung là chiếc xe đó nếu thực sự mà đối tượng mà lấy mất ở bên khu vực ông Đồn, chạy sang bên chỗ Định Quán, thì tôi tin rằng đối tượng này là đối tượng địa phương ở khu vực chỗ gần ông Đồn đó. Bởi vì khi mất xe thì theo camera thì đối tượng đã chạy ngược về hướng ngã tư Dầu Dây. Đó thì cũng có thể là đối tượng sẽ quay ngược về Long Khánh, Xuân Lộc gì đó. Mọi người có thể chia sẻ giúp. Đó, biết đâu là trong lúc tôi đang live stream này sẽ có một cuộc gọi nữa ở khu vực Long Khánh. Phát hiện ra chiếc xe đang nằm ở đâu đó thì thật là tuyệt vời. Mọi người cứ chia sẻ giúp chúng tôi đi. Chia sẻ chúng ta chả mất cái gì cả. Và cũng đặt vào tình huống người bị mất xe là gia đình mình, để mình có thể giúp đỡ người ta một cách nhiệt tình. Hoặc là biết đâu sau này chính người thân hoặc là bản thân mình rơi vào hoàn cảnh cần mọi người chia sẻ một cái bài nào đó giúp đỡ mình. Rồi nãy giờ thì mọi người đặt ra rất là nhiều tình huống, thì tôi vẫn nói với mọi người là tình huống nào cũng có thể xảy ra. Tôi đã từng đặt ra một tình huống là đối tượng có thể thuê máy bay để chở. Khu vực đó người địa phương, sau đó sang Định Quán lấy chiếc xe Winner này, có thể đối tượng sẽ quay ngược về khu vực Long Khánh, Ông Đồn, cũng có thể là như vậy. Hãy chia sẻ giúp chúng tôi. Winner màu trắng đen, trắng nhiều hơn đen. Chúng tôi là đội SBC Biên Hòa, chúng tôi chỉ hỗ trợ được ở khu vực Biên Hòa thôi. Nếu mất xe ở nơi nào đó có những tuyến đường chạy về Biên Hòa, chúng tôi cũng chỉ hỗ trợ được chốt chặn ở khu vực Biên Hòa thôi. Chứ còn tất nhiên là tất cả mọi hướng thì đều mong chờ vào cái live stream của chúng tôi được chia sẻ mạnh để người dân ở đó giúp đỡ hỗ trợ. Mọi người nhớ rằng ngày hôm kia chiếc S-Center 135 mất ở Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu cũng chính vì sự quan tâm của mọi người khi tôi live stream chia sẻ rất là mạnh mẽ. Vì vậy chúng tôi đã nhận được thông tin về chiếc xe nằm ở trên khu vực Thủ Đức. Đó, rất là nhiều cái tình huống bất ngờ xảy ra trong những cái lúc mà chúng tôi live stream như vậy.
Bởi vì nếu như mà chạy lên đây thì đã qua chúng tôi rồi. Bởi vì là khi mất xe là lúc 10:30, anh em chúng tôi nhận thông tin lúc 11:30 và chốt suốt từ lúc 11:30 đến giờ. Bây giờ là 6 giờ thiếu rồi, gần 7 tiếng đồng hồ rồi chứ không ít. Đúng rồi Hoàng Tuấn Nguyễn, nhưng mà bạn phải ở khu vực Biên Hòa thôi bạn. Và sau 22 giờ đêm, anh em đội FPC Biên Hòa hỗ trợ sau 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng những vấn đề về hư hỏng xe, bể bánh xe, hết xăng, những tình huống tai nạn, những vấn đề nguy hiểm đối với người dân ở trong khu vực thành phố Biên Hòa. Chứ còn ngoài khu vực thành phố Biên Hòa chúng tôi không hỗ trợ. Và trước 22 giờ đêm hoặc là sau 5 giờ sáng chúng tôi cũng không hỗ trợ. Chúng tôi có quy định riêng của chúng tôi. Chào bánh bèo vô dụng. Mới dự đến lúc nãy tôi nói là có thể nó thuê cả máy bay nó chở đi được mà. Nhiều người đặt ra nhiều tình huống quá, mà nhiều tình huống tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Đúng rồi Tuấn Tuyệt Phạm. Và anh đang mong cái livestream này sẽ được chia sẻ về khu vực Long Khánh, Xuân Lộc, nơi mà xuất phát đối tượng lấy một chiếc xe Dream của một chú cắt cỏ cho dê ăn, sau đó sang Định Quán để lấy chiếc xe Winner này bỏ lại chiếc xe Dream đó. Cái clip mà đối tượng đó lấy xe cũng nhận diện khá rõ về dáng người. Nếu như những người quen thân với hắn thì chắc chắn dễ nhận diện ra qua cái dáng, không cần phải rõ gương mặt, quần áo rồi cách ăn mặc, đi giày, đeo khẩu trang. Nói chung là nhìn cái dáng người nếu như thân quen thì rất dễ nhận ra. Ok Tuấn Cư Mi, cảm ơn em nhiều. Anh em chốt chặn ở đây khá đông, ở bên khu vực cầu An cũng một chốt nữa. Cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ giúp chúng tôi. Chỉ có cái sự hỗ trợ của tất cả mọi người mới mang đến cái kết quả bất ngờ thôi. Tôi hy vọng là sẽ có cái kết quả bất ngờ sau vài phút nữa. Những ai có thông tin về chiếc xe Winner màu trắng đen biển số 60B4 68625 do một đối tượng mặc quần jean, áo jean màu sáng, áo jean bạc và áo jean bạc dài tay, đội cái nón bảo hiểm màu đỏ, đi giày, đeo khẩu trang, thì xin hãy liên lạc ngay với chúng tôi qua số điện thoại 0933648113. Đối tượng đã dùng thủ đoạn là lấy trộm một chiếc xe của một chú chăn dê ở bên khu vực chợ Đồn, chợ Ông Đồn ở khu vực Long Khánh, Xuân Lộc gì đó, rồi sang khu vực Định Quán lấy một chiếc Winner, trắng đen của một bị hại, để lại chiếc xe đời din cũ của cái chú cắt cỏ cho dê ăn. Vì vậy có thể đối tượng là người dân ở khu vực Long Khánh, Xuân Lộc, có thể là khu vực đó. Hãy chia sẻ cũng như là chú ý giúp chúng tôi. Cảm ơn chủ khảo. Mọi tình huống đều có thể xảy ra, mọi hướng đi đều có thể
đối tượng sử dụng. Chúng tôi chốt chặn ở khu vực tuyến đường lên Biên Hòa từ lúc 11:30 đến giờ. Vì vậy các live stream này sẽ rất là cần thiết để chia sẻ đến những nơi có thể đối tượng đi qua. Nếu như ai đó đang ngồi coi live stream và nghĩ cái hướng đi của đối tượng ở đâu thì hãy tìm giúp chúng tôi những cái trang ở đó chia sẻ vào. Hãy giúp chúng tôi bằng cách đó. Vẫn đang ngồi đây để cùng quan sát. Từ trưa đến giờ cũng khá nhiều chiếc Wheeler màu trắng đen chạy qua, nhưng mà đều không phải. Anh đang ở khu vực cầu Đồng Nai em ơi. Biết đâu đó đối tượng đang ngồi uống cà phê ở đâu coi livestream của tôi. Biết đâu đó đối tượng đang nằm trong phòng khách sạn bật máy lạnh vênh râu hút thuốc coi livestream của tôi, cũng đều có thể xảy ra hết. Thế nhưng mà chiếc xe thì nó không thể nào đút vào túi được, đúng không ạ? Nó không thể đào xuống đất để nó chôn được. Vì vậy chắc chắn nó phải hiện diện ở đâu đó. Và cái sự hiện diện ở đâu đó thì cần cái sự chia sẻ của mọi người. Thực ra thì có rất nhiều tình huống là quên không lấy chìa khóa vào, chứ không phải là cố tình để ở đó. Cho nên là chúng ta cũng hết sức thông cảm. Tuy nhiên thì có không có của mà không giữ được thì đúng là cũng mất thì cũng rất là khó tìm. Theo như cái quy trình thì cũng có thể là đối tượng lấy chiếc xe Dream để đổi thành chiếc xe Winner, và cũng có thể là đối tượng đang có một chiếc Winner có thể đổi lên đi lấy một chiếc ba gác. Cũng có thể sau khi lấy được chiếc ba gác thì sẽ đi lấy một chiếc Daisu. Nhiều khi lấy chiếc Daisu xong rồi sẽ kiếm chiếc xe 4 chỗ. Cũng có thể cuối cùng đối tượng sẽ lấy được một chiếc máy bay. Đó là theo thuyết âm mưu. Theo thuyết âm mưu thì nó có thể là như thế. Winner trắng xanh 72. Nếu như ai đó đang coi live của tôi mà có thông tin thì vui lòng giúp tôi gọi điện. Đừng có nhắn tin trên fanpage, cũng đừng có nhắn tin trên trên cái live stream này. Thực sự là nhiều khi tôi không đọc được. Tôi thấy có vài cái tin nhắn của fanpage đội đang hiện lên rồi này, hiện lên trên máy, nhưng mà tôi không đọc được bởi vì đang bận live stream rồi. Pinadin Nguyễn, cũng có thể đối tượng đổi nguyên một dàn lông cũng có luôn bạn. Hiện nay thì đối tượng đang đi chiếc xe màu trắng đen, có thể đối tượng đã đổi thành xanh trắng, có thể đổi thành đỏ đen. Nói chung là bất cứ một tình huống nào cũng có thể xảy ra. Nếu đối tượng này bị bắt thì mọi người biết rằng là sẽ bị quy vào hai tội ăn trộm cùng một lúc. Ăn trộm chiếc xe Dream, sau đó lại ăn trộm chiếc xe Winner. Đó. Nếu đối tượng nào bị bắt thì sẽ bị dính hai vụ. Ừ.
cái tầm này thì mọi người cũng biết là cái tầm cao điểm, tầm cao điểm của các đối tượng đua nóng xe. Cái tầm này mà anh em chúng tôi ngồi đây chốt chặn thì cũng rất là ý nghĩa. Nhất là ngồi đây chốt chặn thì phải thông báo cho tụi nó biết là mình đang ở đây, chứ không phải là mình ngồi đây chốt chặn âm thầm. Khi mà chúng tôi live stream này, cái mục đích của chúng tôi là thông tin đến cho những đối tượng trộm cắp cướp giật là chúng tôi đang ở ngoài đường, chúng tôi đang chốt chặn, để chúng đừng gây án. Chúng không gây án thì chắc chắn sẽ không có bị hại. Còn nếu như mình âm thầm thì mình chả biết chúng nó là ai và chúng nó ra tay lúc nào. Đợi khi nào mà người dân gọi điện là anh ơi tôi bị mất xe, lúc đó mình đi truy tìm thì thực sự rất là khổ. Tốt nhất là đừng để nó xảy ra. Giống người ta nói là không muốn người ta biết thì đừng có cố tình làm đấy. Cho nên là tốt nhất là không để xảy ra, không để cho các đối tượng đó ra tay. Cho chúng biết là anh em đang ở ngoài đường, đang chốt chặn những cái tuyến đường chính. Và thường thì chúng cũng biết cái mô hình hoạt động của đội FPC Biên Hòa là bất cứ lúc nào người dân gọi điện là anh em chúng tôi cũng truy lóng ngay. Cho nên là chúng cũng sẽ phải cảnh giác, chúng sẽ phải cảm thấy sợ khi mà anh em chúng tôi đang ở ngoài đường. Biết đâu được chúng vừa lấy xe xong, chúng chạy đúng vào cái tuyến đường anh em đang tuần tra, đang chốt chặn, thì chắc chắn là đối tượng đó thì xin lỗi là đời quá đen. Cũng có thể chiếc xe đã vào lò rồi, nhưng mà cũng có thể là chủ lò nó nhiều khi nó thấy anh em chúng tôi chốt chặn tội quá, nó lại gọi điện khi mà bạn chia sẻ cái thông tin của chúng tôi. Đó, bạn chia sẻ thông tin, nhiều khi chủ lò nó biết rằng là anh em chúng tôi đã phải ngồi chốt chặn ở ngoài đường từ 11 rưỡi đến giờ. Nhiều khi chủ lò nó thương, nó lại điện thoại nó kêu là anh ơi có thằng mới đem xe đến bán cho em nè, thì bạn hãy chia sẻ giúp chúng tôi đi. Còn cũng có thể nó mang xe vào lò rồi. Cướp ở đâu, ở Trần Kiều ơi. Bây giờ đang ngồi chờ thôi chứ đâu có biết nó ở đâu đâu mà bắt. Anh thì anh không có hên đâu, thường thường là bị hại hên thôi. Chứ thường thường người ta nói là hên xui may rủi thì là do mình mà cho mình nữa. Nhưng mà chẳng do anh mà cũng chẳng cho anh. Có bắt được đối tượng tội phạm thì cũng là giao cho cơ quan công an, lấy được tài sản cũng trao trả lại cho người dân, chứ tụi anh cũng chả có cái gì trong đó cả. Cho nên là hên hay không là do bị hại. Có những vụ việc mà phải nói là dùng cái từ là tức như bò đá là chuẩn nhất. Có một lần anh em chúng tôi chốt chặn ở trên này, nhận được thông tin mất một chiếc xe quay ở khu vực Phước Tân. Thì một anh em khi mà chạy lên khu vực cầu Đồng Nai trước thì đã phát hiện ra đối tượng ép được xe, đối tượng té xe, đối tượng bỏ xe lại ở trên giữa cầu và nhảy lên xe của đồng bọn bỏ chạy. Thời điểm đó thì bên phía chỗ cầu Hóa An cũng có một lực lượng của đội đang chốt ở bên đấy. Thì đối tượng là bỏ chạy vào trong cái đường suối nổ đi sang phía bên Bình Dương ấy. Thì cái anh em đó mới báo cho chúng tôi là anh ơi em ép được xe rồi, nó té xe rồi, nhưng bây giờ nó nhảy lên xe đồng bọn, nó chạy vào hướng suối nổ, có đuổi tiếp không anh? Thì lúc đó thì tôi cũng đang trên đường di chuyển lên khu vực cầu Đồng Lai, và tôi vẫn nghĩ rằng là có tầm ít nhất cũng phải 3-4 anh em đang ở trên đấy, chứ hoàn toàn không hình dung là chỉ có một người. Thì tôi mới nói là nếu như mà nó chạy hướng đó thì truy đuổi theo đi, bắt bằng được rồi thôi, rồi anh sẽ điện cho anh em bên phía bên cầu Hóa An chốt chặn bên đó. Thế nhưng mà đến khi mà anh em bỏ cái xe đó lại để truy đuổi theo thì hai thằng đi bộ lang thang, nó ở đi bộ ngược chiều trên cầu á, nó thấy chiếc xe té ở giữa đường đang nổ máy, nó lên xe nó bỏ, nó lấy nó chạy luôn. Thế là cuối cùng là mất cả chì lẫn chài. Đó là những cái tình huống mà dở khóc dở cười, mà nó phải nói là dùng cái từ tức như bò đá, mà tôi chưa bị bò đá bao giờ cả nên tôi không biết là đá có đau không. Thế nhưng mà chất đã bực.
Tôi xin thông tin với mọi người là chiếc xe này mất từ lúc 10 giờ 30 sáng.
Có những lúc chúng tôi chốt trận thì chúng tôi phải chạy như vậy đó mọi người. Có những chiếc xe chúng tôi nghi ngờ, chúng tôi phải dí theo để chúng tôi xác minh. Cho nên là trong lúc chốt trận mà chạy tốc độ tự nhiên có đùng một phát anh em bật dậy chạy tốc độ nhanh thì thường nó là như vậy. Có những chiếc xe dù rằng là không phải là thông tin, không hề có thông tin mất chiếc xe kiểu như vậy, nhưng mà có những chiếc xe tình nghi, tình nghi về người chạy cũng như là chiếc xe. Tại sao chúng tôi tình nghi thì có nhiều trường hợp lắm, nhiều trường hợp để tình nghi về một ai đó chạy một chiếc xe, có thể là chiếc xe ăn trộm ăn cắp. Tất nhiên thì bình thường quyền thì chúng tôi không có quyền chặn. Mọi người cũng lưu ý là chúng tôi không có quyền chặn ai đó đang đi đường. Thế nhưng mà cái việc mà tình nghi thì chúng tôi chạy theo để xác minh thì có nhiều cách để xác minh. Và khi xác minh thì có rất nhiều tình huống các đối tượng đã rơi vào cái thế gọi là có tật thì giật mình. Thành ra là anh em chúng tôi cũng bắt được nhiều vụ mà hoàn toàn chúng tôi không biết thông tin mất xe. Mọi người cũng nhớ là cái vụ có một đêm mà chúng tôi bắt hai cái Way Alpha cùng một lúc. Chiếc đầu tiên là Way Alpha xanh, sau đó là chiếc Way Alpha trắng ở trên cầu Đồng Nai vào cuối năm 2017. Có nghĩa là hình như là tháng 10 hay sao. Là trong một cái đêm trời mưa mà chúng tôi bắt cùng một lúc, sau cách nhau khoảng cỡ 15-20 phút, thì cái chiếc Way xanh đầu tiên thì chúng tôi nhận được thông tin có biển số rõ ràng và chúng tôi đã bắt được. Sau đó chúng tôi nhận được một thông tin về một chiếc Way trắng bị mất nữa, cũng có biển số luôn. Nhưng mà cái chiếc đó thì chúng tôi lại không truy bắt được. Nhưng mà chúng tôi lại bắt được một chiếc Way trắng khác. Một chiếc Way trắng khác biển số là hình như là 43021 thì phải. 24130 thì phải. Đó là bị hại may mắn. Vô tình chúng tôi phát hiện ra một đối tượng tình nghi thì chúng tôi đã truy đuổi theo. Thấy chiếc xe bị bẻ khóa thì chúng tôi đã nhá thì đối tượng ép xe, đối tượng bỏ chạy, vứt xe và bỏ chạy. Tuy nhiên thì đối tượng đó chúng tôi không bắt được mà chỉ lấy lại được chiếc xe. Sau đó thì tìm được bị hại, đó là một người dân ở Nhân Trạch. Và cái vụ việc đó đến giờ thì người dân đó được lấy xe lại hay chưa cũng chưa, tôi cũng không biết nữa. Và chúng tôi cũng chưa biết là bị hại đó là ai, bởi vì người ta cũng không hề liên lạc với chúng tôi. Người ta chỉ biết rằng là chúng tôi đã thông tin cho người ta là người ta là chủ nhân của chiếc xe mà chúng tôi bắt được. Bởi vì sau khi bắt được thì thường chúng tôi tìm bị hại bằng cách là chụp hình xe và đăng lên mạng. Thì gia đình người ta có liên lạc xác nhận là xe đó là xe của người ta bị mất. Tuy nhiên sau đó thì mất tích đến giờ luôn, cũng không có một lời cảm ơn. Ủa Định Quán có SBC luôn hả em ơi? Anh cũng không nghe thấy thông tin có SBC Định Quán nữa. Và anh cũng không biết số. Nói thật với mọi người, nhiều lúc cũng mong lắm, mong có những cái đội nhóm như thế hoạt động. Nhưng cái quan trọng là khi đã bỏ thời gian ra để mà gọi điện cầu cứu hỗ trợ, thế nhưng mà nhận được những cái câu trả lời thực sự là nó chán đến tận cổ. Thành ra là một lần, hai lần, lần thứ ba là chúng tôi chán, chúng tôi chả dần liên lạc nữa. Giống như mấy cái anh em hiệp sĩ mà gọi là mang danh hiệp sĩ thành phố Hồ Chí Minh, mấy cái đội săn bắt cướp với đội hiệp sĩ thì thành phố Hồ Chí Minh á, đố mọi người gọi được, nhất là buổi tối. Ban ngày gọi có khi gọi cháy cả máy cũng chả nghe, đôi khi gọi bốc máy lên nghe thì kêu bận rồi. Nói chung thì cái mô hình của người ta hoạt động khác, người ta không có toàn tâm toàn ý vào cái công việc này mà người ta chủ yếu là làm chơi cho vui thôi. Có vụ nào thì đăng cho mọi người biết rằng là mình có tham gia vậy thôi. Chứ còn gọi điện cho bên đó để mà nhờ hỗ trợ chốt chặn thì chắc chắn không bao giờ được. Bởi vì chúng tôi gọi khá nhiều rồi. Cái thời gian đầu chúng tôi lập ra, chúng tôi rất là mong muốn được kết hợp với các anh em để mà tạo ra một cái mạng lưới phòng chống tội phạm khắp nơi. Tuy nhiên thì một thời gian mà chúng tôi liên lạc, chúng tôi thấy cái việc mà các anh em ở khu vực khác mà người ta không hỗ trợ mình thì chúng tôi không cần phải mất thời gian để làm cái việc đó nữa. 86 à? Giờ này thì đã là giờ chiều rồi.
chiều muộn luôn rồi, à, sắp tối đến nơi rồi. À, đến giờ thì chúng tôi vẫn đang livestream và chúng tôi vẫn đang mong mọi người chia sẻ cái livestream này của chúng tôi. À, biết đâu đó giờ này đối tượng mới xuất hiện ở ngoài đường, biết đâu đó đối tượng vào nhà nghỉ ngủ chán chê bây giờ mới dậy để lên đường đem xe đi bán. Chúng ta cứ hy vọng đi, hy vọng những cái tích cực thôi, đừng hy vọng những cái tiêu cực. À, khi mà mọi người cùng với chúng tôi hy vọng những cái tích cực thì chúng tôi có thêm động lực. Chứ còn cứ đặt ra những cái tiêu cực là nó thay biển số rồi nó chạy đi hướng này hướng kia. Nếu như ngay từ đầu mà chúng tôi nhận được thông tin về mất xe mà chúng tôi cũng nghĩ tiêu cực như mọi người đang nghĩ thì chắc chắn chúng tôi chẳng ra đường để làm gì. À, vì vậy hãy động viên anh em chúng tôi bằng cách nghĩ những cái tình huống tiêu cực, những cái câu nói động viên để làm sao chúng tôi có thêm cái nghị lực cũng như là niềm vui để chúng tôi vẫn tiếp tục công việc này. Hãy chúc chúng tôi đem đến cái may mắn cho bị hại bằng cái sự kiên trì của mình. À, tôi không biết đến đội SBC Định Quán bạn ơi, tôi cũng chưa từng nghe thấy có đội SBC Định Quán lập và cũng không biết là anh em làm việc như thế nào, tôi chưa từng nghe luôn. Thì làm sao mà báo? Thật sự là nghe nó rất là lạ. Bây giờ mới nghe thấy SBC Định Quán. Tôi chỉ nghe thấy thông tin SBC La Ghi này. Gần đây thì có SBC Trảng Bom. Mà cũng chả thấy hoạt động gì cả. Đăng mấy cái hình có mũ, có nón, có gậy, có súng đàng hoàng luôn. Nhưng mà không biết là hoạt động thế nào thì tôi cũng chưa thấy hoạt động sao cả. Nói chung là phô trương quá như thế cũng không cần thiết. Bởi vì thực tế cái đó là cái nó không đúng pháp luật. Và tôi ghét cái sự phô trương đó. Nói thật là làm cái công việc này chả có gì để phô trương hết đó. Mình càng phô trương thì mình càng chết. Đó là quan điểm rõ ràng. Khi mình sống làm sao một cách khiêm tốn, nhẹ nhàng thì người khác sẽ tôn trọng mình. Còn mình cứ phô trương, mình cho mình là ai thì chắc chắn thì cũng có lúc mình lãnh đạn. Cho nên là cứ tốt nhất tôi là một người dân, tôi làm vì nhân dân, tôi phục vụ nhân dân và tôi sống vì người dân, xong. Không có hiệp sĩ, không có mang cái danh này danh kia, nó phiền hà lắm. Đúng rồi, anh có nghe thấy SBC La Ghi đấy, nhưng mà hình như là cái lực lượng SBC La Ghi hình như là mới lập ra, sau đó thì cũng dính một cái phốt gì đó, thấy đăng ầm ầm trên mạng về cái việc là chặn bắt một ai đó xong đánh người ta bị thương rồi phải bồi thường ấy, bị người ta kiện. Nói chung là anh em nào làm công việc này mà cái tôi của mình lớn quá thì sẽ bị như thế. Cho mình cái quyền, cho mình cái quyền được kiểm tra, cho mình cái quyền được đánh người ta. Thực ra nếu như mà gặp tôi thì tôi đấm cho phát vỡ mõm. Tôi cũng đã từng bị anh em gọi là xưng danh hiệp sĩ Bình Dương chặn lại. Hôm ấy tí tôi cũng cho phát mõm cái tội láo tét. À, nó tự nó lập ra, nó xưng danh vậy thôi chứ nó còn chẳng có cái chất, có nghĩa là không được được phường công nhận. Hôm đó là anh em chúng tôi gồm 4 anh em đi 2 xe center đi sang bên khu vực chỗ chợ, chỗ cầu cầu Sóng Thần, cầu vượt Sóng Thần, để chúng tôi xác minh một cái đối tượng xe ôm mà đã cướp của một cô gái ở Biên Hòa, Đồng Nai, khi mà chở cô gái đó về từ cầu vượt Sóng Thần về. Nhận dạng các đối tượng cũng như là thông tin thì chúng tôi đã lần mò sang bên đấy để xác minh.
trên đường đi thì vừa đi qua chỗ ngã tư Ninh Xuân, quẹo lên chút xíu gần tới cầu vượt Sóng Thần thì chúng tôi bị một thằng gọi là cũng trẻ trẻ thôi, đi cái S-Center 135 chạy lên cúp đầu. Sau đó một loạt ông già toàn tầm khoảng cỡ 5 mà người ta cũng xưng danh là SBC. Thế thành ra là nhiều khi mang tiếng hiểu lầm nha. Vừa rồi chúng tôi cũng tóm được một thằng ở bên Long Bình. Nó thì thực ra là không biết là nó ở đâu, nhưng mà nó kêu là nó ở bên Long Bình á. Nó cũng xưng danh SBC Biên Hòa, nó đi nó chặn bắt mấy cái con bé đứng đường á để nó lột tiền. Thế anh em chúng tôi nghe thông tin đó, anh em chúng tôi cũng rình rồi bắt được nó, đưa về công an phường Tân Hiệp. Tuy nhiên thì tôi cũng không đăng bài do là có ghi nhận thông tin nó là một quân nhân. Đấy, một quân nhân mà chắc là cũng dạng như là tư tưởng bệnh hoạn. Sao cái gì đấy? Cái gì ở sân bay? Bạn nào thấy tí nhóc Nguyễn, xe Winner màu trắng y hệt anh nói đang ở sân bay, có chắc không? Tí nhóc Nguyễn, em cho anh số điện thoại của em đi, em cho anh xin cái số điện thoại của em, anh gọi anh xác nhận cái thông tin cái. Em nói y chang là y chang cái màu sơn hay là y chang cái biển số? Đối tượng nhận dạng là hơi ốm ốm, cao tầm khoảng cỡ 1m60-62 thôi. Đội chiếc nón bảo hiểm màu đỏ, đi mặc cái áo khoác jean jean bạc. Áo khoác jean bạc nhá, quần jean màu đen. Đi giày. Cái thằng đó là cái thằng đó thì nó không phải thuộc tổ phòng chống tội phạm Long Bình đâu quý. Nếu mà thuộc thuộc tổ phòng chống tội phạm Long Bình thì nó vỡ mồm với anh rồi. Cái thằng mà tụi anh bắt là nó kêu nó làm ở trong bộ đội cơ, nhưng mà nó ở bên chỗ phường Long Bình á, chỗ B752 á. Cái tí nhóc Nguyễn này hình như nói chơi cho vui chứ đâu có thấy gì đâu. Nói được có câu đó trốn mất tiêu rồi. Chào Vũ Ngọc Đức. Thực ra thì những người mà đang coi live mà vô tình có thông tin là người ta sẽ gọi cho chúng tôi liền à. Chứ còn ai mà thời gian đâu mà ngồi để bình luận.
Chắc không phải đâu mọi người. Tí nhóc Nguyễn chắc nó nói chơi thôi. Bạn ấy nếu như có thông tin là bạn ấy đã báo liền. Chào Đặng Thế Diện. Khỏe. Sao bạn lại gọi tôi là Hưng Vườn Ngô? Tôi là Hưng Vườn Chuối chứ không phải là Hưng Vườn Ngô. Bây giờ chúng tôi vẫn đang mong chờ chiếc Winner màu trắng đen. Vẫn đang mong chờ, vẫn đang hy vọng. Cố gắng đến 7 giờ tối. Từ lúc 11:30 đến giờ thì anh em đã chốt chặn trên các tuyến đường từ Định Quán, Trảng Bom về đây. Chưa anh Thìn Nguyễn ơi. Thông tin như vậy không biết phải không? Thằng đấy cũng bố láo ăn cắp lắm. Ca sĩ gì Châu Việt Cường ý, đợt trước nó đã bị tố cáo một lần về cái tội cưỡng dâm gì đó. Bây giờ lại thêm cái vụ giết người nữa. Tình nghi phải không? Tình nghi giết giết con bé bóp cổ phải không? Sân vận động Đồng Nai. Nhưng mà tí Nguyễn này em cho anh cái số điện thoại của em để anh hỏi cái thông tin cụ thể coi. Nếu thực sự mà em thấy em đang theo dấu chạy ra đường 4 rồi. Em cho anh cái số của em coi. Tại sao không gọi điện cho anh mà em có thể vừa chạy theo nó mà vừa em vừa bấm điện thoại em bình luận vậy. Thay vì em vừa chạy theo nó, em theo dấu nó ra đường 4, em gọi cho anh cái. Em cho anh số điện thoại đi, anh gọi liền cho em. Nếu thực sự mà em thấy chiếc xe như anh đang tìm. Tôi sẽ xuất phát ngay. Nếu như bạn đã cho tôi số điện thoại để tôi gọi, để tôi xác minh thông tin. Chứ còn bây giờ bạn ấy số điện thoại bạn không cho, bạn cứ bình luận như vậy rất là khó. Anh em chúng tôi chạy đi chạy lại, hơn nữa là chúng tôi đang chốt ở khu vực này. Nếu như chúng tôi bỏ đi mà nó không có thông tin chính xác thì chắc chắn nó sẽ rất là ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi đang làm. Tí nhóc Nguyễn em còn ở trong live của anh không? Nếu còn thì có nghe anh nói không? Nếu mà thông tin em báo thì em điện thoại cho anh cái.
Công ơi, công. Công ơi. Công. Em cũng mang đàn đi phải không? Đưa lên cái. À, mình với công chạy sang bên chỗ đầu 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 thu phí á, đứng bên đó cho anh. Đứng bên đó cho. Công hai thằng luôn. Cái cầu ngay đầu thu phí, ngay đầu trạm thu phí á. À, chắc là thông tin không đúng rồi. Bởi vì nếu đúng thì bạn ấy đã gọi điện hoặc là bạn ấy cho số. Mấy giờ rồi mà còn vô đây chọc phá nữa trời. À, tôi đang muốn nó lộ đây diện đây. Tôi đang mong nó lộ đây mà nó còn chưa lộ đây. Cả cái Biên Hòa này tới 1,2 triệu dân, phát trực tiếp có 456 người coi. Cả cái đất nước Việt Nam mình 94 triệu dân mà chỉ có 456 người coi thì chưa chắc là trong cái số này có thằng ăn trộm ăn cắp ở trong này đâu. Cho nên là cứ yên tâm. Khi nào mà 94 triệu dân mà livestream trên khắp đất nước này khoảng cỡ 9 triệu dân, gọi là 10% trong cái số dân chúng ta coi thì mới sợ lộ chứ còn. À, chưa bằng 0,5% dân số Biên Hòa coi thì có gì đâu mà phải sợ. Nói chung thì anh em chúng tôi làm cái công việc này thì thực sự là mỗi người có một cái cách làm. Có thể có những đội thích cái kiểu âm thầm. Nhưng mà chả mấy ai âm thầm đâu. nói thật và nói thẳng là bây giờ làm cái công việc xã hội chả có ai âm thầm đâu. Người nào làm âm thầm là người đấy ngu. Đấy là quan điểm tôi. Bởi vì sao? Công việc tốt tại sao không chia sẻ? Âm thầm là áo gấm đi đêm. Không phải là mình cứ livestream hay là mình đăng bài là mình gọi là quảng cáo hoặc là mình khoe khoang, không phải như thế. Có những người ý thức của người ta đăng bài hoặc là người ta livestream là muốn mọi người biết đến, muốn mọi người biết rằng là có cái đội này hoặc là có tôi đang livestream về cái hình thức tôi làm đây. Nhưng cũng có người ta đăng bài, người ta livestream để chia sẻ cái thông điệp, chia sẻ cái thông tin về cuộc sống. Cho nên là mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ khác nhau, cách làm việc cũng sẽ khác nhau. Vì vậy là nếu như tất cả những ai chưa hiểu về cái công việc của đội FBC Biên Hòa chúng tôi, mình cứ bình tĩnh như lúc chia tiền đấy, rồi mình tìm hiểu. Còn thực tế ra thì coi cái livestream của chúng tôi thì chắc chắn mọi người cũng chỉ biết là chúng tôi đang ở đây thôi, còn không biết là khắp nơi chỗ nào đó còn anh em chúng tôi không nữa. Nói thực ra thì anh em chúng tôi chốt nhiều nơi lắm chứ không riêng ở cái livestream ở đâu. Có thằng S-Center đen nhám biển 38 nó mới chạy qua, nó nhìn rất là lạ. Mà mình không chú ý phía trước nó có cái xe gì.
Không, đừng quan tâm đến anh Viên Đỗ, nó chỉ là một thành phần mà nó khác loài với chúng ta khi nó dùng những cái lời nói nó khác với chúng ta ở trong này. Tôi thì tôi không quan tâm đến những thành phần mà chúng ta coi là súc vật. Khi mà mình đã coi là súc vật mà mình cố chấp với nó để tranh cãi với nó hoặc là chửi nhau lại với nó thì mình cũng bằng nó, cho nên là mình phải đẳng cấp hơn nó rằng mình sẽ im lặng. Bản thân nó khi nó sinh ra trên cõi đời này nó phải mất 2 đến 3 năm để học nói, nhưng mà là tôi chỉ mất trong vài phút để tôi học im lặng. Đó, im lặng với những gì nó nói ra, bởi vì tôi không quan tâm đến điều nó nói. Vì vậy mọi người cũng đừng quan tâm đến vấn đề cái nick anh Viên Đỗ nói chuyện. Còn nếu như mà cảm thấy không thích thì mình đá nó ra khỏi cái nhà mình, bởi vì nó chỉ là một thành phần có mặt trong cái nhà mình không mời thôi. Nếu như mà nó tôn trọng mình thì mình sẽ để nó ở lại kiếm miếng cơm manh áo, còn không thì mình sẽ đá nó ra khỏi luôn. Cho nên là mọi người cứ bình tĩnh, đừng bức xúc, đừng chửi nó khiến cho cái livestream này nó lộn xộn hết lên. Mình cứ học cái cách là mình chấp nhận những cái chuyện đó, bởi vì mình không quan tâm đến nó, chứ không phải mình chấp nhận là vì nó hơn mình. Đơn giản như vậy thôi. Không, đừng có đá nhóc Phước. Cứ để cái nick đó ở đấy. Khi một con người không có cái lịch sự thì chắc chắn chúng ta không tôn trọng. Nếu như con người đó hiểu được thì sẽ im lặng. Còn chỉ cần lên tiếng cái nữa là không những tôi đá mà tôi khóa mõm luôn. Tôi hàn mõm lại luôn. Ba cái thành phần mà gõ phím đối với tôi á chỉ là hạt cát trên sa mạc. Còn thằng nào cứ đủ bản lĩnh, đủ cái tuổi đến trước mặt tôi đang đứng ngay cầu Đồng Nai này. Đó, bản lĩnh thì đến đây, chứ đừng có vào trong cái live stream của tôi mà gõ phím mà anh hùng. Vậy hả? Đang đi đâu về mà ghé đây? À. Anh cũng đang kiếm cái winner mà anh tưởng. Winner màu trắng em. Ok nhau Phước, anh có chửi đâu. Anh nói chuyện nhẹ nhàng lắm. Ok bye bye em. Anh nói chuyện nhẹ nhàng nhưng mà thấm vào đau. Đâu nhất thiết mình cứ phải chửi, đúng không ạ? Khi chúng ta là người có ăn có học, chúng ta có văn hóa thì chúng ta sẽ dùng văn hóa để dạy dỗ những con người đó. Không nhất thiết chúng ta phải dùng những cái lời nói tục tĩu như chúng. Tôi thì nói thật sự với mọi người, tôi chỉ sợ mỗi cái là tôi làm sai thôi. Còn nếu trên đời này mà tôi mà làm đúng thì tôi chả sợ bố con thằng nào hết. Chung quy ra một điều duy nhất đó là thằng nào cũng chỉ có một cái mạng. Bước ra đường thì thằng nào lanh thằng ăn. Có những lúc mình muốn chết mà trời không cho mình chết thì mình sẽ sống. Có những người người ta muốn sống nhưng mà người ta đến số người ta phải chết. Quan trọng là sống làm sao để cho người ta phải sợ, phải tôn trọng. Chứ còn sống mà người ta không lẻ, từ cái lời ăn tiếng nói mà người ta không lẻ mình thì thành phần đấy cũng không đáng để chúng ta phải quan tâm. Bước ra đường mà chỉ cần ai đó mà người ta nhìn thấy mình, dù cái lời ăn tiếng nói của mình khiến người ta phải cảm thấy đáng tôn trọng, gặp đâu người ta chào đó, gặp đâu người ta cười đó, vậy mới đáng để sống. Chứ còn đáng sống mà như những cái thành phần đấy cứ vừa há mồm ra là bị người khác người ta chỉ trích, vừa há mồm ra bị chửi rồi thì không biết sống để làm gì. Bố mẹ bỏ tiền cho ăn học từ bé đến lớn rồi, đến bước vào cái livestream bình luận lên một câu, biết bao nhiêu con người đang coi livestream, người ta cùng đồng lòng người ta chửi. Và hơn nữa rằng những cái lời ăn tiếng nói đó nó khác biệt với tất cả mọi người.
ra đường á, anh đảm bảo anh là 5 năm, nó chỉ 4 năm thôi, nó không lanh vào anh được, anh dám khẳng định như vậy. Ít nhất thì anh cũng có đai đen karate rồi. À, con xe thì có cả cái status đăng trên livestream, có cả cái ghim đăng trên livestream đó, bình luận đầy đủ hết. Em vui lòng đọc giúp anh cái, nãy giờ anh nói nhiều quá. Bây giờ thì vẫn đang hy vọng thôi, còn cũng không biết đi tới đâu. Vừa rồi lại có một cái thông tin về các bạn tí nhóc Nguyễn, bạn ấy kêu là thấy chiếc xe ở khu vực sân bay Đồng Nai. Một cái thông tin hoàn toàn nó sai lệch. À, số của đội thì trên cái nick fanpage đội là nó có rồi, hoặc là nếu như ai chưa có thì hãy lưu ý số điện thoại của đội là 09.